Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu thành công một người đàn ông gặp nạn dưới giếng sâu 30 mét. Nạn nhân là ông H, sinh năm 1975, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Vào 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, trong quá trình nạo vét giếng nước, ông H bị máy bơm rơi xuống trúng người khi đang ở độ sâu 30 mét. Bị máy bơm rơi trúng người dẫn tới chấn thương nặng, ông H không thể leo lên được miệng giếng, tình trạng sức khỏe yếu đi rất nhanh. Nhận được tin báo, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động cán bộ chiến sĩ tới hiện trường khẩn trương giải cứu nạn nhân. Quá trình tiếp nhận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn vì giếng nước sâu hơn 30 mét, đường kính giếng nhỏ hẹp. Sau một tiếng đồng hồ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa được ông H lên khỏi giếng an toàn. Nạn nhân được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ rồi chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng điều trị chấn thương.